kể tên các nước trên thế giới. Một, châu Á gồm có một, Trung Quốc hai, Nhật Bản ba, Thái Lan bốn, Philippines năm, Đông Timor sáu, Singapore bảy, Indonesia tám, Malaysia chín, Ấn Độ mười. Thổ Nhĩ Kỳ 11. Nước nào? Việt Nam 12. Nước nào nữa? Bahrain 13. Arab Saud 14. Oman 15. Tiếp tục. Nước nào nữa? Nhiều nước mà thêm nữa, kể thêm nữa đã. 15 rồi. 16 tiếp tục. 16. Nước nào? Nước nào? Nước nào? Myanmar. Rồi, tiếp tục. Kể tên các nước châu gồm có 1. Đan Mạch 2. Hà Lan 3. Na Phi. Na Uy 4. Hà Lan rồi. Tiếp tục. 4. Latvia. Ở Latvia 5. Latvia. Rồi 6. Kosovo à? Kosovo không phải. Kosovo. Tiếp tục. Kosovo hải. Nước nào nữa? Litva. Litva. Nước nào nữa? 8. Hy Lạp 9. Chín rồi. Nước nào nữa? Bahamas. Tiếp tục. Bahamas. 9 rồi, tiếp tục. Không, đến mới 9 nước à, gồm có rồi, tiếp tục. Bồ Đào Nha 10. Nước nào nữa? Thổ Nhĩ Kỳ 11. Nước nào nữa? Azerbaijan với Bahrain là thuộc châu Á mà. Đức, Anh, Pháp chưa? Ý, áo chưa? Bị rồi. Nước nào nữa? Áo rồi. Nước nào nữa? Đức. Nước nào nữa? Rồi kể tên các nước châu Phi gồm có 1. Kenya 2. Mozambique 3. Zimbabwe 4. Zambia 5. Bahama 6. Cote d'Ivoire 7. Ghana 8. Bangladesh ở châu Á mà. Ai Cập. Nam Phi. Tiếp tục. Bờ biển Nga. Nigeria. Tây Phi. Trung Phi. Đông Phi. Bắc Phi. Rồi, kể tên các nước châu Mỹ gồm có. Một. Canada 2. Mỹ 3. Colombia 4. 4. Nước nào nữa? 4. Cuba 5. Cuba. Guatemala 6. Brazil 7. Nước nào nữa? Cuba. Hả?
Jamaica. Jamaica. Nước nào nữa? Mexico. Mexico, nước nào nữa? Honduras. Honduras, nước nào nữa? Ừ, bắt đầu 1. Úc 2. New Zealand 3. Quần đảo Fiji 4. Quần đảo Palau 5. Ừ, 6. Tibibati 7. 7. Tuvalu 8. Ờ, 9. 10. 35. 11. 11. Hết chưa? Rồi, các nước trên thế giới của em 2 tuổi đến đây kết thúc. Rồi, tiếp tục học để nhớ hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Hết chưa? Đúng. Ừ, còn bây giờ chào quý vị khán giả. Rồi, và hẹn gặp lại. Bye bye. Ừ, cháu chỉ nhớ đến đó thôi. Bye bye. Ừ.